Kính thưa quý vị, thời gian qua thì tình trạng cháy rừng vẫn diễn ra thường xuyên và có xu hướng gia tăng do mùa hanh khô kéo dài. Bên cạnh những địa phương tích cực đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn cháy rừng xảy ra, thì vẫn còn một bộ phận chủ rừng chưa thật sự chấp hành tốt các phương án được đề ra, thậm chí là chủ quan trong các khâu phòng và chữa cháy. Điều này rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường, đặc biệt là đối với những khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao như tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là những vật dụng, máy móc để phục vụ cho công tác phòng và chữa cháy rừng của chủ rừng là Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hóa, đóng trên địa bàn huyện Hà Trung. Cả kho thiết bị này chỉ có 3 máy thổi gió, một cưa xăng và một số ít gậy gộc, cào. Với diện tích hơn 1.600 hectare rừng thông mà đơn vị này đang quản lý, thì những thiết bị này liệu có cứu chữa kịp thời nếu rủi ro cháy nổ xảy ra? Những cái dụng cụ này cũng còn là nhiều cái còn thô sơ, cũng chưa thể là đáp ứng hết được cái trong cái công tác phòng cháy chữa cháy khi mà có nguy cơ khi có cháy rừng cao. Hiện khu vực này vẫn còn 600 hectare rừng thông chưa được phát dọn thực bì. Mật độ thông và thảm thực bì tại đây dày đặc với chiều cao từ 1 tới 1,5 mét. Đặc biệt, nhiều nơi chưa làm được hệ thống đường băng cản lửa, trong khi rừng lại gần với khu dân cư. Lô đặc thù của rừng này, thì dọn đằng trước thì lại tách hình sau, thời gian nó cũng không được dài. Cho nên cái việc này là để mà tuyệt đối thì nó phải có thời gian và có nhân lực. Thế còn để mà dọn toàn bộ thì đối với cái năng lực của bà con và chủ rừng thì chưa đạt yêu cầu. Một vấn đề khác cũng cần được đề cập là 100% người dân ở đây đã nhận khoáng bảo vệ rừng. Thế nhưng họ đều không được trang bị các thiết bị chữa cháy ngay tại chỗ mà chỉ là những dụng cụ thô sơ. Rừng thì rất là nhiều, nhưng mà trong cái việc mà bố trí các cái phương tiện, đặc biệt là cái máy thổi gió là địa phương là cái khó khăn về cái phương tiện. Đấy, phương tiện hiện nay là chủ yếu là cái phương tiện thô sơ thôi. Hiện tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương về trọng điểm cháy hàng năm với trên 8.000 hectare rừng thông lâu năm. Dù đã có sự chuẩn bị về công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng khó khăn lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa hiện nay là chưa khắc phục triệt để các bất cập trong quy hoạch trồng rừng vốn có. Xác định là trọng điểm cháy của tỉnh ấy, thì chủ yếu là cái khu rừng trồng thông mà đã được trồng từ rất là lâu năm. Đến nay thì cái mật độ trồng trước kia thì nó rất là dày, cộng với lại trong cái quá trình sinh trưởng phát triển ấy thì nó hình thành lên một cái lớp thông tái sinh ở phía dưới, cho nên là cái mật độ thông lại càng dày hơn. Thì đây là một cái khó khăn lớn nhất cho cái công tác phòng cháy. Để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng, nhất là vào mùa hanh khô như hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống cháy rừng. Trong đó, trước mắt là tập trung làm giảm vật liệu cháy tại các nơi có nguy cơ xảy ra cháy cao. Còn về lâu dài, sẽ tham mưu cho các chủ rừng tiếp tục xây dựng các đường băng cản lửa, đường di chuyển chữa cháy và đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác này.